hai tài xế quyết tâm trả đũa hơn thua nhau khi tham gia giao thông khiến dân mạng tỏ ra bức xúc. Bị xe khác lách qua khe hẹp vượt lên tạt đầu, tài xế xe bán tải đã tăng ga đuổi theo và thực hiện màn trả đũa cực nguy hiểm, hút chiếc ô tô suýt lao vào xe tải và giải phân cách. Sự việc xảy ra vào sáng 4 tháng 11 trên một tuyến đường ở Hưng Yên. Theo đó, chiếc ô tô đã tăng tốc lách vào khoảng trống khá hẹp, tạt đầu xe bán tải để vượt lên. Chiếc bán tải lập tức đuổi theo, đè vạch liền, chạy vào làn đường dành cho xe máy, đánh lái sang trái để hít xe ô tô văng sang làn bên trái, suýt lao vào xe tải và giải phân cách. Sau đó, tài xế xe bán tải đã tăng ga chạy thẳng. Có thể thấy, xe ô tô chạy kiểu bon chen quá nguy hiểm. Xe bán tải đang chuẩn bị vượt qua xe tải ở làn bên phải, mà tài xế xe ô tô còn cố lách sang tạt đầu. Nhưng vì thế mà tài xế xe bán tải cây cú, trả đũa như vậy thì không chấp nhận được. May mà chỉ hư hỏng xe chứ không xảy ra tai nạn. Nếu có thương vong thì tài xế xe bán tải chắc chắn gặp rắc rối lớn. Đừng chỉ vì hơn thua nhau trên đường mà vướng vòng lao lý, thì các tài xế nên rút ra bài học kinh nghiệm. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.